Hello anh em nha, sau vài tháng mình trải nghiệm và sử dụng cái dòng xe SH350i của Việt Nam này thì mình có một số ưu điểm, một số khuyết điểm muốn chia sẻ với anh em, để anh em nào có dự định mua xe thì anh em tham khảo thử. Thì nói chung là xe này được cái ngoại hình nó to, cao, nặng nha anh em. Tay ga nhưng mà nó tầm 80 mấy ký, trọng lượng ướt nha, nặng á. Và chiều cao hiện tại mình 1m7 nhưng mà mình ngồi xe này vẫn nhón, thì anh em cứ cân nhắc kỹ nha. 1m6 là cũng giới đó nha, mà nó nặng, mà giới mà hụt chân một cái này má nhìn không ra. Rồi là cái thứ nhất là xe này đó, nó sẽ cho mình rất là nhiều cái hay, ví dụ là gia tốc nè, tốc độ thì nó không cao đâu, dòng tay ga mà 350 đi nữa hay là 300i hồi xưa nữa, tốc gia tốc nó tầm 140-150 là hết max speed rồi. Thì con xe này á, là cái nước đời nó, cái tọt đó anh em, và nó mạnh nha, dặn là có từ 0 lên 100, là nói chung là cũng on top á, đi tour đi phố là ok, sang xịn mình luôn. Giá giờ cũng dễ chơi, mua xe cũ tại biển tỉnh thì anh em mua tầm 9x, còn mua biển thành phố thì tầm 10. Còn xe mới là biển tỉnh 140, biển Sài Gòn là 150 đó, cho anh em tham khảo nha. Xe này hôm trước mình lấy 115 Odo, mới bấm biển số không, chủ xe chia lại cho mình luôn. Rồi thì xe này ưu điểm thì nó đẹp, nó sang, còn nhược điểm của nó là cái đèn viên nó tối, nên thành ra là mình về mình phải lên lại cái bộ đèn, mình thấy không, mình lên lại cái bộ đèn này là S600 Pro 2 cây như thế này, với một cây chạy sáng nữa mà mình chưa lắp. Thì 10,5 triệu, cái bộ đèn này 10,5 triệu nha anh em. Mình mở cho anh em xem đó, đề mi này đổi màu được nha, nó nhiều màu lắm, nó nhiều hiệu ứng lắm, nhưng mà mình thích cái màu này nên mình để màu này đó, độ sáng nè, rung liền ghê lắm. Nói chung là cái đèn này nó hao bình nha anh em, cân nhắc kỹ nha. S600 nó hao bình, nó điên cặp gì nó hao lắm á. Rồi thì hoặc là anh em tài chính trung bình xíu, anh em lên mặt tăng sáng cho nó, chứ đèn zin thật sự là rất là tối, không có đáp ứng được cái gia tốc của xe này. Rồi dàn chân thì mình thấy nó hiện tại cũng rất là ok, nhưng mà cảm giác của mình là hai cái thắng nó không có được như ý lắm. Nếu mà dùng heo zin á thì cảm giác nó thắng không có ăn liền nữa nè, nó vẫn không bằng heo 4 bít được, hoặc là con heo 3 bít, con heo mà 2 dây dầu của SHMO á, mình thấy con heo nó sẽ ok hơn. Do là xe của Việt Nam nên đâm ra là người ta tối ưu lại á, thì nó được như vậy là cũng ok rồi đó anh em. Vẫn có ABS trước sau này kia ha, size lớp của nó hơi to nha, ông nào mà lùng xuống size lớp cũng ok. Nhưng mà xuống size lớp hay là anh em cắt đi rồi á, như xe của Nhân đặt rồi nha, là nó bị chạy gầm. Cái gầm xe này zin nó lùn hơn xe 160 nha anh em, 350 nhưng mà cái gầm nó lùn hơn. Hôm trước mình cũng đi tính làm cho nó lùn á, nhưng mà mình sợ bể cái này quá, cái này nó bể một cái là nó đi nguyên cái vàng này luôn, chứ không phải như là của 160 là nó bán rời, còn cái này mà nó bể cái này là nó đi nguyên một cái lô này luôn. Nên anh em muốn chơi lùn, chơi style nước ngoài thì anh em cân nhắc kỹ nha. Đó là dàn chân xe thì thắng thì mình thấy nó cũng không ok lắm, cho so với gia tốc tầm 120 á thì mình thấy nó còn kiểm soát được, hơn nữa thì nó hơi nguy hiểm. Rồi thì mình có làm thêm chống inox, chống đứng chống nghiêng inox nè đó. Đó, ok không? Rồi phần nồi thì mình vẫn giữ nồi zin thì nó bị một cái tình trạng là bị rung ra đầu nha anh em, xe zin nó bị rung ra đầu với nó làm cái tiếng khó chịu lắm. Nói chung là cái dàn chân sau này nó hãng Honda nó làm chưa được ok, theo mình là nhiều anh em đã fit cái này rồi, mình thì chưa fit, tại xe này mình chạy chưa tới 1000 cây nữa anh em đó. Rồi thuộc phục sau thì mình đi của Đông Nam Á thôi, nói chung là Đông Nam Á thì ngon bổ rẻ anh em, phục này 4,5 triệu một cặp nha, thêm cái chân của SH300i nữa thì nó 300k cho cái chân này, với cái phục 4,5 triệu là tầm 4,8 triệu á. Đó, đi rất là ok nha, tăng chỉnh này kia cũng ok. Rồi thì dàn chân sau nè, với lại cái xe này đó anh em, nó không có nút tắt đèn, mình đã lên thêm cho nó một cái nút tắt đèn này nha, nút này chỉ tắt máy thôi đó. Lên nút tắt đèn với lại là tắt cái đề mi ha. Bô thì mình đang đi là 32 ha, 32 ra 51 32 ra 51 cổ titan trần dĩ nha, và mình làm sẵn cái sensor áp rào đây luôn rồi đó, sau này có lên bô xăng lửa hay cam xăng nội gì đó là mình chơi được luôn ha, lên sensor luôn rồi.
Thì cổ titan này là titan mờ nha anh em. Cái dòng 350 nó rất là nóng, anh em không nên đi titan bóng nha. Bóng là chạy vài bữa là xuống màu liền. Mình nói thật. Đó, bô thì mình đang đi ốp qua ADV, cái ốp này chiều á, nhà mình hơi bụi. Ốp này 8-900 thôi, mua sập be 8-900 thôi, mà ra ngoài tiệm gắn là cả triệu á nha anh em. Đó, xe mình hiện tại thì nó cũng vậy thôi, và cái nhược điểm của nó là rất là nóng. Anh em đi con này cân nhắc nha, nóng lắm. Nóng hừng hực luôn á, mình chạy chừng chục cây mà trời nắng là quạt của cái két nó kêu luôn á. Còn cái là triệu mấy nữa đó. À còn cái cản này đó hả? Ờ anh em mà có đi du lịch đi chơi rồi á, mua cái cản này nè, triệu mấy. Cản GB, cản nhôm nha. Cản zin của SH là nó bằng mũ. Cản này bằng nhôm nha anh em. Cản này triệu mấy của Zipac. Đó, để được cái ba lô nó ok, cản zin nó có chút xíu à, nó bắt tiện lắm. Rồi thì con này cốp nó cũng không bự nha anh em. Không bự bằng SH Việt Nam, ô SH 160 nha. À, cốp nó chỉ có nhiêu đây thôi. Rồi xong rồi. Không được gian tay nữa anh em thấy không? Nguyên bình xăng nằm đây. Thì ưu điểm của con này là có gia tốc này kia đi ngon, chứ thật ra nó cũng chả chạy nhanh hơn con 160 bao nhiêu đâu. Chạy nhanh hơn chừng được 2-30 cây thôi anh em ạ. 160 bây giờ bèo chạy cũng phải được 120-130 đúng không? Đó, tầm đó. Con này chạy được 140-150. Mà con này phải dùng bằng A2 nữa, nó nhặt gì đó. Với con này so với độ tiện lợi, khi mà anh em gàn đổ đây, anh em đi tour thì nó không bằng con 160. 160 thì anh em đổ xăng ngay đây, anh em bấm cái kịch cái là nó ra cái ngay đây đổ xăng. Còn xe này phải xuống xe mở đồ, đó, đổ xăng trong này. Rồi đó là những gì mình chia sẻ cho anh em, để anh em có thêm trải nghiệm khi mà anh em muốn sở hữu dòng xe này ha. Và mình xin nói luôn, nhiều anh em mới hỏi mình sao thằng này không có quay xe. Thì thời buổi giờ xe độ rất là căng anh em ơi, nên không ai chơi xe nữa, mình không có quay xe là vậy. Đó, mình chả có ai mà muốn mang phiền phức cho trong người chứ. Mấy người mà làm truyền thông như mình á, mà quay xe độ á, là bên chính quyền người ta rất là để ý. Đó, nên mình không chả có muốn kiểu như ở nhà ăn cơm với vợ nó thoải mái hơn là đi ấy anh em. Nên mình không có làm nhiều vậy. Mình chủ yếu giờ mình chia sẻ những cái xe zin hoặc là kiển này kia cho anh em xem thôi. Ok, cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau nha. Bye bye.